Xin chào thân ái và quyết thắng, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình là Quân Torico đây. Rất vui khi gặp lại các bạn trong video khám phá Run City. Và xin chúc các bạn một ngày thật là tốt lành, tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phả những tin tức vô cùng là hot sẽ cập nhật trong tựa game Run City trong khoảng thời gian tới nha các bạn. Và nhắc tới khoảng thời gian này cũng là khoảng thời gian mà chúng ta sắp tụ trường rồi phải không các bạn. Rất là có những cái cảm xúc bồi hồi khó tả phải không nào. Và đặc biệt thông qua video này thì mình cũng muốn tri ân kỷ niệm đến công sức đóng góp của một bạn dành cho group thợ săn Run City Quân Torico, đó là bạn nhà báo Võ Tấn Cường. Sau khi chúng ta đã hoàn thành được là 50 bài báo lá cải các bạn á. Và chúng ta cùng nhau đến với lại group thợ săn Run City và đến với lại trang của bạn Võ Tấn Cường nhằm cập nhật những bài viết mới nhất của bạn ấy nha các bạn. Ok, và sau khi mình kéo xuống thì mình thấy là ngày hôm nay bạn ấy cũng đăng khá là nhiều bài đấy các bạn, cho chúng ta khá là nhiều tin tức. Ở đây thì là bài viết cũ liên quan tới sự kiện của Redemption. Và trên đây chính là mùa run tiếp theo của Arena Master. Và lẽ nào chính là mùa run về hệ băng giá và hệ Legend các bạn. Nể hai hệ này thường chúng ta đi chung với nhau. Và nhắc tới hai hệ này thì chắc chắn ta phải nhắc tới đó là Bloodshot các bạn á. Mình thấy môi trường này là rất là nhiều run là cũng băng với lại là Legend luôn nha các bạn. Rồi, và tiếp theo sẽ là chuỗi sự kiện vượt phẩm của... Sự kiện tiếp theo sẽ liên quan tới ổ khóa các bạn nhé. Về phần thưởng thì cũng giống như là những sự kiện có diễn ra trong đợt sinh nhật của tựa game Run City lần này nha các bạn. Tiếp theo là một bài báo nhận được rất nhiều sự chú ý, đó là báo lá cải số 49 nha các bạn. Tổng hợp rồng đáng chú ý sắp tới. Chào mừng đến với lại bản tin DC, kính chúc các Grandmaster có một ngày thật là tốt lành. Bây giờ sẽ là tổng hợp rồng theo sự kiện, thứ nhất là Normal và thứ hai là Hot. Chúng ta có thể những cái biểu tượng để mà nói chung là kiểu sẽ thấy được là đó là bình thường hay là đó là hot các bạn nhé. Và đầu tiên là dòng mới, wow ghê vậy, đó là dòng Stadigis các bạn nhé, đó là rồng Dragon VIP Offer. Thì không biết có phải là rồng mà chúng ta có xem sơ qua về cái skill đánh lan nhưng mà thuộc thế hệ mới đấy các bạn nhé. Thì nói chung là để dòng này ra mắt chúng ta mới biết được các bạn nhé. Và tiếp tục sẽ là Skeletor Ancestor Dragon Divine Bark. Wow, và đây sẽ là chu rồng Ancestor thứ tư của gọi là dòng đấy các bạn nhé. Tiếp theo sẽ là Hellrid mới, wow, đó là Venom các bạn. Hellrid Rush và là sẽ xuất hiện trong cuộc đua Hellrid ư. Và tiếp theo là hai Hollow Dragon. Wow, ta biết được tới tận là hai chu rồng Hellrid mới luôn à. Đấy, và dưới đây là những cái thông tin. Ok. Và tiếp theo cũng đã đến, đó là bài báo lá cải số 50. Hình ảnh Hellrid mới trong cuộc đua Hellrid tiếp theo ư. Hellrid tiếp theo đấy. Rồi, và chúng ta thấy là hình ảnh về chu rồng hai Venom Fan Dragon các bạn nhé. Rồi, và chúng ta sẽ có hệ là chưa biết cách sở hữu là Hellrid Rat, là đua trong Hellrid đấy các bạn nhé. Nhận xét thì nhìn khá là giống chu rồng Viper Plasma nhưng có nét riêng và có chút ngầu. Hiện tại thì chỉ có hình ảnh thôi, tụi mình sẽ gọi là chia sẻ thêm sau khi là ra thêm thông tin về hệ nha các bạn. Đó, bây giờ chúng ta sẽ bấm vào đây xem này các bạn nhé. Wow, nhìn rất là chiến các bạn nhé. Ôi, con quét này sau đằng sau lưng là có xuất hiện hình ảnh của một chú rồng Hellrid khác thế nhỉ. Trời ơi, cầm một cái thanh đao mà có độc luôn các bạn. Nhìn khá là giống một chú rồng Hellrid VIP, nhưng mà có lẽ đây là một chú rồng Hellrid bình thường các bạn nhé. Wow, khá là giống ở dòng Plasma luôn các bạn nhé. Đấy, và cái gọi là phong độ rất là cao phải không các bạn. Và đây cũng là bài viết, bài báo lá cải số 50 của bạn Võ Tấn Cường. Vì vậy nên bạn ấy đã làm một cái video để mà kỷ niệm về số báo lá cải đặc biệt 50 bài viết đã qua đấy các bạn. Cho nên ngày hôm nay các bạn sẽ cùng nhau là đón xem tâm ý của bạn Võ Thanh Cường nha. Ok, nào ta sẽ gọi là đến với video nha các bạn. Rồi, mình sẽ mở gọi là full màn hình lên và mình sẽ mở âm thanh lên nha. Đấy. Rồi. Đầu tiên thì nghe tiếng gọi là gõ trên Google các bạn ạ. Không biết các bạn có nghe rõ không, nhưng mà mình mở to cho các bạn nghe rõ luôn nha. Wow. Nếu mà to quá thì mình sẽ giảm âm thanh lại.
Yeah, đây là cái câu nói mà chúng ta hay đăng báo vậy. Hôm nay thì những dịp năm nghe bài báo nó cãi, mình làm video này dùng để kỷ niệm cũng như là tổng hợp lại những kết quả mà mình đã đạt được sau năm nghe bài báo lá cải trong vòng 4 tháng qua. 4 tháng các bạn ạ. Trong vòng 4 tháng qua mình đã đạt được tổng 21 bài viết cho nó năm nghe bài báo lá cải và một bài góc kỷ niệm về thời gian chơi game của mình. Ngoài Wow. ra mình còn có nhiều bài để tìm DJ hay là những bài QA tâm sự vào buổi tối chủ nhật hay là một buổi chiều nào đó trong ngày khi công ty mình đã làm việc. Ngoài ra thì mình cũng có đăng nhiều bài bổ sung, tuy nhiên thì mình thường xóa sau 1 tới 12 tiếng sau đó. Tính tới thời điểm hiện tại thì mình đã được một số cột mốc con số như sau, đó là 2.500 lượt cảm xúc và Wow. 3.000 comment, 3.000 nghĩa comment là các bạn ạ. trên 50 bài báo lá cải của mình. Thì trong 3.000 comment đó chiếm 33% là lượt read comment của mình và 67% còn lại là comment đến từ nhiều bạn trong group Dragon City của Toyko. Thì đây là một con số không nhiều cũng không ít. Nếu mà suy ra thì một bài viết báo lá cải của mình sẽ được 50 like và 60 comment. Như thế thì đây cũng là một con số khá là ổn. Thầy năm nay bài báo lá cải thì bài số 7 là bài có nhiều lượt like nhất với 110 lượt like, và bài số 32 là bài có nhiều lượt comment nhất với 145 comment. Những con số mình vừa nêu lên thì đó là những gì để nhận được từ mọi người trong suốt 4 tháng qua. Thì đây là một trong những niềm động lực để mình có thể viết tiếp những bài báo cải chất lượng tốt hơn để gửi tới mọi người có trải nghiệm tốt nhất. Tiếp theo đây, đây là một bức ảnh đến từ tác giả là một bạn họa sĩ nổi tiếng ở trong group Yên Ly. Bạn đã vẽ dựa trên avatar của mình để vẽ nên một bức tranh học như thế này, thể hiện mình trong hình dạng là một chú rồng nhỏ cầm một cái micro. Thì đây là một cảnh để kỷ niệm 50 bài báo lá cải. Xin chân thành cảm ơn bạn Yên Ly rất là nhiều. Xin được chia sẻ câu lòng tâm sự. Ở nhiều bài viết QA, nhiều bạn hỏi rằng tại sao mình lại chọn người báo. Thì làm người báo, dù không nhận được gì, thì tuy nhiên mình vẫn có thể cải thiện được một vài kỹ năng. Ngoài ra thì mình còn có thể bắt kịp với xu hướng meta của game. Làm nhà báo thì giúp mình có thể nắm được nhiều thông tin rõ hơn, mình có thể chơi game dễ dàng hơn, ví dụ như vậy. Thì ngoài ra nhà báo là sẽ là chia sẻ những thông tin, ngoài ra là kèm theo những lời nhận xét đến từ ý kiến cá nhân chủ quan lẫn khách quan. Thì cuối cùng mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình và đọc những bài báo của mình trong hơn 4 tháng qua. Xin chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại. Ok, như vậy là mình với các bạn đã cùng nhau xem xong video ở trong bài báo lá cải đặc biệt của bạn Võ Tấn Cương, nói về việc bạn ấy đã hoàn thành 50 bài báo lá cải trong suốt khoảng thời gian là 4 tháng vừa qua và những gì mà bạn ấy đã nhận được nha các bạn. Về trung bình thì mỗi bài viết của bạn ấy sẽ nhận được khoảng tầm là 50 lượt cảm xúc và khoảng là 60 bình luận. Đây cũng là một con số khá là ổn nha các bạn. Và bạn ấy đã nhận được, nói chung là về việc cải thiện kỹ năng của mình, về việc có thể là nắm bắt thêm meta cũng như là chơi game dễ hơn và được nhiều sự góp ý cũng như là những bình luận đến từ mọi người được chia sẻ cảm xúc. Thì mình nhận thấy rằng ngoài những việc đấy ra thì có lẽ bạn Võ Thanh Cường của chúng ta đã có thể là xây dựng một hình ảnh và xây dựng uy tín cũng như là thương hiệu nhà báo cho mình nè, và cũng như đã tạo được
một bước đệm, một bước đà và một cái cơ sở để mà sau này chúng ta có thể là phát triển hơn trong tương lai. Và có thể là sau này không phải về chuyên mục là nhà báo Run City hay là ở tựa game Run City, mà cũng có thể là ở một tựa game khác, hoặc là dành cho công việc trong tương lai của bạn Võ Tấn Cường vẫn rất là có ích nha các bạn. Vậy nên mình xin chúc cho bạn Võ Tấn Cường có thể là tiếp tục phát triển công việc này. Mời đẹp, mời đẹp. Và cũng chúc bạn ấy có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục ra thêm nhiều bài viết chất lượng trong tương lai, cũng như là gây được nhiều dấu ấn nha các bạn. Đấy, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với tựa game Rock City để mà cùng nhau là sắp kết thúc mùa run ở trên đây rồi các bạn. Ta phải cố gắng là lên trên run master 3 thôi. Trời ơi, nói chung là nhờ vào chú rồng đi gành gánh còng lưng luôn các bạn á. Các bạn có thể là xem video về chú rồng đại ca thợ săn gánh còng lưng như thế nào ở trong video bên kênh phụ của mình nha. Đó là kênh Quân Tôi Cô Kragan. Đấy, bây giờ thì chúng ta cứ thoải mái là gặp đâu là chạm đó thôi các bạn. Mình đã lên được là 11.500 điểm rồi. Còn những chú rồng ở đây thì có mạnh có yếu nha các bạn. Đừng thấy những chú rồng đó chưa lên được level 70 mà chúng ta xem nhẹ các bạn á. Vì trong số đó cũng sẽ có những chú rồng được chọn nè. Và có cả những chú rồng khắc chế hệ thì không nói, mà những chú rồng Heric máu cực kỳ trâu luôn các bạn á. Trời ơi, mà bên chúng ta chỉ có mỗi đại ca thợ săn Negan, cho nên cũng không thể là khinh suất đâu các bạn á. Đây, ví dụ mình sẽ tìm cho các bạn một số những đội hình, nói chung là nhìn thì tưởng không ghê nhưng mà ai ngờ ghê không tưởng các bạn á. Đầu tiên là một đội hình có một chú rồng 2 sao level 40, một chú rồng 1 sao 42 và 50. Thì để xem đội hình này sẽ có cái sức mạnh như thế nào nha. Đó, các bạn thấy là khi mới vào chú rồng này là một chú rồng gọi là cấp 10 đấy các bạn á. Lượng máu thì có thể nói là cũng đã trên mức 200k rồi. Không sao, mình vẫn có thể là xử lý được. Đấy, nhờ vào cái khiên trắng của chúng ta. Đặc biệt thì nói chung là cái việc của chúng ta có thể là sử dụng thêm cái skill hấp huyết nữa, giúp chúng ta có thể là duy trì cái độ trâu của mình. Rồi, chú rồng này thì đang gọi là khá là yếu, nên mình sẽ hấp huyết chú rồng này luôn. Cái gì? Điều đó gọi lượng máu chúng ta không thể gọi là combat trong vòng một tên sao. Và đây, chú rồng level 50, đó là thêm một chú rồng gọi là trên cái lượng máu gọi là 200k các bạn ạ. Nên là chúng ta phải từ từ. Và chú rồng này là một chú rồng hình như là khắc chế mình đấy. Đây, nếu mà mình không có khiên nha các bạn, đó, thì chúng ta sẽ bị chú rồng kia đánh bao đầu luôn các bạn ạ. Ui rồi ôi, vẫn còn khiên, tác dụng của khiên là quá nhiều. Rồi, và như vậy là mình đã hạ gục được ba chú rồng bên kia. Và tiếp theo đội hình mà chúng ta gặp phải sẽ là một chú rồng level 50 2 sao 45 45. Sẽ tìm chú rồng khác xem như thế nào. Đây, một đội hình mà có chú rồng Negan và Birthday đằng sau, trông cũng khá là nguy hiểm nha các bạn. Cho nên là mình cũng sẽ gọi là xử lý chú rồng này. Đây là một đòn đánh hệ nước. Đòn đánh hệ nước, wow, phải hai đòn các bạn ạ. Nhưng mà về cơ bản, đòn đánh đầu tiên chúng ta phải là dựng khi. Và sau đấy rồng ta muốn đánh về đánh, trừ trường hợp mà chúng ta có thể đánh chí mạng một phát bay màu luôn chú rồng bên kia thì không nói. Ôi, một chú rồng Negan nhỏ, nhỏ thật. Đấy, trời, mà vẫn gọi là xài chiêu thức đầy đủ nha. Nhưng rất tiếc, đứng trước sức mạnh của phiên bản rất là real như mình thì chúng ta sẽ có thể là kiếm được cái thế thượng phong các bạn nha. Và đây, chú rồng bớt đây. Khi không có lá trắng đó, các bạn thấy chưa? Chúng ta không nên xem nhẹ như rồng bên kia đâu. Rồng bớt đây đã gành đặt đến 200k sức mạnh và cái đòn sát thương nếu như không có lá trắng là rất đau nha các bạn. Giờ thì mình phải tranh thủ gọi là kiếm lại miếng máu. Rồi, và sau đấy thì sẽ xài cái skill này. Một gọi là đùi bổ xuống ta bình thiên hạ các bạn ạ. Rồi, yeah, bây giờ thì thêm một pha sát phạt nữa. Mình sẽ lấy cái rương tiếp theo, mình sẽ tìm một đối thủ khó hơn. Và chúng ta tốt nhất là không nên sơ suất nha các bạn. Bởi vì trong video đấy thì mình đã có một cái sơ lọc tuổi trẻ, khi mà mình đã gọi là kiểu là lơ là đi cái khiên của chú rồng đại ca thợ săn để cho chú rồng kia có cơ hội đánh chí mạng vào. Nên là chúng ta đã bị thua cuộc các bạn ạ. Rất là buồn trong cái pha đấy. Nhưng mà không sao, có lẽ là chúng ta sẽ có thể là gỡ gạt lại trong gọi là những đợt sau đấy. Wow, rồng bên đây thì vẫn chưa biết sự lợi hại của chúng ta.
Nhưng mà mình thì có một cái cách để mà chúng ta có thể là tận dụng hai chú rồng còn lại giúp cho chú rồng đại ca thợ săn, đó là các bạn cứ cho hai chú rồng đó ra với cái vai trò là những đam các bạn ạ. Đấy, để bị đánh hai lượt, một lượt và tiếp tục nè. Đấy, hai lượt. Rồi sau đấy mình sẽ quay trở lại với chú rồng đại ca thợ săn. Bây giờ chúng ta đã có hai lượt rồi. Ta-da, đó là nhờ vào cái chiến thuật đấy các bạn ạ. Đó, để bên chú rồng này. Và mình tiếp tục thêm một lượt nữa. Rồi, và giờ thì chú rồng bên kia chỉ còn nước là quay đầu là bờ thôi. Đó chính là cách mà chúng ta tận dụng những slot còn lại của những chú rồng để mà chúng ta có thể là câu chiêu, câu lượt cho chú rồng đại ca thợ săn. Và đó là giúp cho chú rồng đại ca thợ săn chúng ta có thể là sử dụng được hai lượt nhờ vào ưu thế là tốc độ cao hơn chú rồng bên kia khi những chú rồng bên kia chưa đạt đến level đỉnh phong mạnh tăng cao nha các bạn. Đó, giờ mình sẽ tiếp tục là tìm một chú rồng nào đó, một đội hình nào đó mạnh hơn đi. Wow, có vẻ như là không có các bạn nha. Hình mà chúng ta gặp phải thì cũng chỉ nằm ở mức như vậy thôi. Giờ đại ca thợ săn sử dụng một bổ xuống nè, sau đó còn thêm một phát hấp huyết nữa. Rồi tiếp tục là muôn vàng những tràng pháo hoa đến từ chú rồng bên kia. Nhưng mà có lẽ chúng ta cũng không có quá là nghi ngại. Thêm một chùy nữa, chú rồng kia đã bị gọi là vả thẳng mặt rồi các bạn nhé. Đợt sát phạt của chúng ta có vẻ là sát thương rất là cao. Và thêm nữa nè. Wow, wow. Và để lượt chú rồng Helric này thì đang cầm một cái tảng đá trên lưng. Cái gì đây, gặp Helric rồi. Đúng vậy, các bạn nên chú ý cẩn thận rồng Helric nha, vì lượng máu của những rồng đó phải nói rất là trâu luôn. Và như vậy thì nếu như ở một cái tầm mức độ đấy mà chúng ta không có để ý, khoảng tầm là 60 đi, lúc đó ta đã gặp cái gọi là khó khăn lớn rồi. Nhưng mà chiêu thức thì mình vẫn còn. Giờ thì để không gọi là rơi vào kết quả là tự nhiên bị thua cuộc, chúng ta sẽ cho những chú rồng phía sau ra. Nhưng bất ngờ thay, chú rồng bên đây ở bên kia cũng là một chú rồng có vẻ như là còn yếu. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ giải quyết luôn chú rồng birthday bên kia với gọi là bánh kem sinh nhật. Phải nói là run này rất là nhờ vào chú rồng đại ca thợ săn. Nếu mình mà không đầu tư chú rồng đại ca thợ săn thì run này chúng ta gọi là rất là khó để đi lên. Cho gọi là những mùa run thì chưa có run nào là chúng ta phải gọi là kiểu ngậm ngùi cay đắng, trừ việc là quên đánh, rồi thời gian đánh gọi là không có nhiều thôi. Chứ còn không thì chúng ta vẫn sẽ lên được Run Master 3. Và cái gì đây, chú rồng kia mới 2 sao level 50 mà lượng máu đã gần sánh bằng chúng ta rồi. Đó chính là một trong những đối thủ mà chúng ta cần phải để ý các bạn nha. Với cái sức mạnh có phải là do được chọn nha. Quá là ghê đi. Nhưng mà không sao, ta vẫn có thể là lo điều được trong cái tình huống này. Rồi, và thêm chú rồng đồ chơi cũng đã gọi là nhích vào. Nhưng không sao, chúng ta gọi là có thể cần được đó. Với sức mạnh đã lên đến đỉnh phong thì chúng ta có thể là hóa trâu và cần luôn những chú rồng ở bên kia các bạn nhé. Rồi tuyệt vời, nếu như mà mình có thêm chú rồng spy thứ tư là sẽ có thêm một người trợ giúp ở trong run happy nữa, rất là mong chờ phải không các bạn. Đấy, bây giờ thì chúng ta có thể là vào ở trong những cái sự kiện để xem là có những cái sự kiện gì mới gì hot không. Ở đây thì mình chưa có được cập nhật thêm một cái gọi là beta ở trong gọi là phần event. Mà không sao, có lẽ chúng ta sẽ cần một cái khoảng thời gian để cập nhật thôi. Đấy, sự kiện thì vẫn là diễn ra như vậy nha các bạn. Và đây, ôi giời ơi, người ta còn gọi là 22 tiếng nữa là kết thúc ở trong đánh này rồi. Wait a minute. Và hình như là hiện tại đang có sự kiện Empower này các bạn. Đấy, sự kiện Empower vẫn đang diễn ra nha. Wow, thế thì các bạn có thể là Empower cho những chú rồng mà các bạn đã có sự chuẩn bị nha. Và ở trong phần combat này, đấy, combat thì chúng ta có thể là đánh nhẹ vài trận ở đây xem như thế nào. Tiếp tục vẫn là Long Nhông. Long Nhông hiện tại đang được trọng dụng để mà cày run ở đây các bạn nhé. Đó, tăng tốc cho chú rồng Long Nhông này. Và giống như là việc Long Nhông có thể là sử dụng ngay skill đặc biệt của mình, chứng tỏ rằng chúng ta là một chú rồng. Wow, ta quên xài cái skill đặc biệt rồi. Tiếp tục sẽ là một cái pha chiến mã ở bên đây. Có vẻ như là những đối thủ bên kia vẫn tu luyện chưa có đạt lên gọi là cấp cao.
nên vẫn e sợ về sức mạnh chúng ta. Wow, một pha mém nữa là triple kill luôn. Quá ghê gớm đến từ vị trí skill gọi là random các bạn ạ. Cơ hội là thế, mà lúc thì không gây đam, không hồi máu luôn thì chắc là hơi lỗ các bạn ạ. Ok, thì có lẽ là chúng ta đã gọi là đi qua được những cái thông tin, những cái gọi là tiêu điểm chính cũng như là kỷ niệm cho bạn Võ Tấn Cương, và cũng có những cái trận đánh ở trên Run Master. Như vậy là đã ok rồi các bạn nhé. Và có lẽ là video của mình để hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Chia sẻ cho thầy luôn. Các em chia sẻ cho thầy đi.